Từ vị trí đất này á thì mình có thể đi ra này, thứ nhất là chợ, đi đến trường học này, đi đến nhà thờ này, đi đến chùa, rất là gần anh chị, trong vòng bán kính chỉ có là 1 km thôi. Như anh chị đã theo rất là nhiều video của em rồi thì anh chị cũng biết được là tất cả các tiện ích ở trong tay cứ là đều được phân bổ rất là đồng đều ở tất cả các vị trí, nên ở vị trí nào anh chị cũng gần tiện ích trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2, nhà thờ, chợ nha anh chị, trong vòng bán kính chỉ gần 1 km thôi. Đây ạ, vị trí lô đất đây anh chị nhé. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản miễn phí tại khu vực tái định cư sân bay Long Thành nha quý anh chị nha. Hiện tại thì em đang đứng ngay trục đường N7 và đường D18 khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, khu sân bay Long Thành ạ. Đây là trục đường D18 nha quý anh chị. Trục đường này là 48 m, vỉa hè là mỗi bên là 10 m, vài bước chân lên đây là chợ này. Đó, như anh chị đang nhìn thấy đây. Đây là chợ, nhà kín dân đông hết á. Đây là một cái căn biệt thự siêu đẹp, làm cho khu tái định cư này càng nâng thêm cái tầm giá trị anh chị, nằm trên trục đường D18 và trục N7 ạ. Đây là trục đường N7 ạ. Hôm nay thì em sẽ mời anh chị cùng theo chân em đi tham quan thực tế một cái lô đất nằm trên trục đường D8, trục đường 17 m, vỉa hè mỗi bên 5 m, với diện tích là 5 x 25, 125 m², hướng tây, giá chỉ có 1,850 tỷ thôi, còn được thương lượng chính chủ nha anh chị. Bây giờ em mời anh chị cùng đi theo cho em nha. Ở đây là ngã tư trục đường D18 anh chị ha. Trục đường D18 và trục đường N7. Đây là trục đường D18 và đi vào đây là trục đường N7. Vị trí lô đất của chúng ta sẽ nằm ở ngay trục đường D8 anh chị. Đây, đây là đường N7 và quẹo vào đây là đường D8 anh chị ha. Đây, quẹo qua đây. Từ trục đường lớn đi vào đây đâu đó khoảng 50 m nha quý anh chị nhé. Đây là trục đường D8 17 m, vỉa hè mỗi bên 5 m. Vị trí lô đất thì nó nằm ở trên trục đường này nha quý anh chị. Đối diện bên này là khu biệt thự, bên này là khu nhà phố liền kề 5 x 25. Dạ, và hiện tại thì em đang đứng trước vị trí của lô đất nha quý anh chị nhé. Đây là vị trí lô đất từ cái nhà này đi sang cái cột điện này là 5 m và sâu vào trong kia là 25 m. Tổng diện tích của lô đất này là 125 m² nha quý anh chị. Đây là trục đường trượt đất ạ. Trục đường này là trục đường 17 m anh chị ha. Ở đây đi ra là khoảng 200 m là tới chợ này. Rồi, còn trục đường D18 48 m là nằm sau lưng nhà mình đây. Từ trục đường chính đi vào đất nhà mình đâu đó khoảng 50 m thôi anh chị. Đúng 50 m, hai lô ốp lưng vào nhau, một lô 25 m, hai lô 50 m ạ. Đó. Cái chiều dài của lô đất này là bằng cái nhà này, nó từ cái móc này đi cuối ra sau kia 25 m anh chị ha. Ngang sang bên này là 5 m, 5 x 25, tổng là 125 m². Nằm trên một cái vỉa hè nó rộng lớn như thế này anh chị. Vỉa hè này là 5 m á. Tổng đường này là 17 m, còn lòng đường là 7 m nha quý anh chị. Đây, đối diện đây mình đây là một căn biệt thự rất là đẹp này. Đấy, những căn biệt thự khu bên này là khu nhà vườn 10 x 25. Đi ra đây là trục đường DT 769, 769B hay gọi là D69 mới. Đường này sau này sẽ thay thế trục đường DT 769 cũ nha anh chị, sẽ kết nối giữa tái định cư sân bay Long Thành và các trục đường 769 với nhau. Khu này thì dân ở khá là đông rồi. 5 x 25 nha anh chị nhá. 5 x 25, 125 m², nằm trên trục đường là 17 m, vỉa hè là mỗi bên 5 m. Hướng này là hướng tây, phù hợp cho anh chị là hợp với hướng phong thủy là tây tứ trạch nha quý anh chị. Đây, đây nhà đẹp. Giá 1,850 tỷ, còn được nói chuyện thương lượng trực tiếp anh chị nhé. Anh chị nào mà quan tâm thì có thể gọi nhà em qua số điện thoại trên màn hình hoặc là inbox trực tiếp, em có thể là trao đổi thêm chi tiết cụ thể đến anh chị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.